Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Mỹ nằm trên địa bàn khu lấn biển thành phố Rạch Giá là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở Kiên Giang mạnh dạn đột phá vào lĩnh vực sáng tạo phần mềm tin học phục vụ cho kinh doanh. Sản phẩm phần mềm kế toán có ký hiệu KTASC của công ty quốc tế Mỹ đã được nhiều doanh nghiệp ở Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long tín nhiệm sử dụng và đánh giá cao. Ngay từ những ngày đầu hoạt động của doanh nghiệp, công ty quốc tế Mỹ đã xác định sản phẩm chủ lực là phần mềm kế toán ứng dụng trong thực tế kinh doanh. Mặc dù sản phẩm phần mềm kế toán đã được nhiều doanh nghiệp lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kể cả nước ngoài đưa vào ứng dụng ở thị trường công nghệ cao từ nhiều năm nay, nhưng công ty quốc tế Mỹ vẫn mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực chất xám này. Trên cơ sở hợp nhất giữa chi nhánh của công ty vi tính Ngôi Sao tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với cơ sở phần mềm kế toán KTASC, công ty quốc tế Mỹ thừa hưởng những kinh nghiệm từ hai đơn vị chuyên về tin học nhằm tạo ra một sản phẩm phần mềm ứng dụng trong ngành kế toán. Công ty đã tuyển chọn thêm một đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên vi tính về làm việc. Những khiếm khuyết của phần mềm cũ được loại bỏ cùng với thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán KTASC là cơ sở để cho ra một sản phẩm với những tính năng ưu việt nhất. Đối với trong thời gian vừa qua thì công ty quốc tế Mỹ có nhiều cái sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì đặc biệt là trong những năm qua thì công ty đã phát triển và thành công trên cái sản phẩm là phần mềm kế toán KTASC. Thì đối với phần mềm này thì qua quá trình sử dụng là trên 5 năm rồi, tức là qua nhiều đợt chỉnh sửa về các cái thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính ảnh hưởng tới cái phần mềm kế toán. Thì qua cái thời gian vừa rồi thì tôi nhận thấy rằng thì cái sản phẩm này được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như các đơn vị doanh nghiệp nhà nước như là xi măng cổ phần Hà Tiên, xi măng cổ phần Kiên Giang, các công ty như là Kiên Giang Composite hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hưng v.v. Thì qua cái quá trình sử dụng đó thì đối với đội ngũ lập trình viên và cái đội ngũ mà đi triển khai phần mềm thì rút ra được một cái kết luận, một cái nhận xét như thế này. Đó là việc mà ứng dụng cái công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý đối với các đơn vị thì hiện nay thì nói chung là rất là cao, tức là các doanh nghiệp rất là cần. Thì trong cái quá trình mà ứng dụng đó thì đòi hỏi thì đơn vị lập trình là phải một cái đơn vị mà có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời đó là các nghiệp vụ về kế toán và quản lý. Cái thứ hai là các đơn vị phải có được một cái đội ngũ nhân lực, tức là vừa là có chuyên môn về quản lý, về kế toán nhưng mà vừa biết có kiến thức cơ bản về máy vi tính, tức là công nghệ thông tin, thì cái việc ứng dụng đó nó mới mang lại một kết quả. Ngoài sản phẩm phần mềm kế toán KTASC, công ty quốc tế Mỹ còn cung cấp cho các doanh nghiệp các phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, hệ chương trình chấm công, phần mềm quản lý nhà hàng khách sạn, phần mềm quản lý bán hàng công nợ và kho hàng hóa, phần mềm bán hàng siêu thị và quản lý khách hàng, phân phối hàng hóa và các hệ thống viết theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Hiện nay, sản phẩm phần mềm kế toán KTASC đã được trên 30 doanh nghiệp ở Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ sử dụng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang, công ty thương mại Kim Điệp Kim Tiên, công ty xổ số kiến thiết, công ty cấp thoát nước, công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang, công ty cổ phần xi măng Hà Tiên, công ty cổ phần xi măng Kiên Giang, công ty Composite Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hưng, cửa hàng Bách Hóa thành phố Rạch Giá, cửa hàng thương mại Hà Tiên thuộc công ty thương mại Kiên Giang, vân vân. Chúng tôi là công ty Vũ Hưng, là chuyên môn phục vụ ngành ngư cụ như là lưới chài hay là những đồ dụng cụ cho phục vụ trên biển. Với việc kinh doanh như vậy là rất là nhiều mặt hàng cần phải có một bộ phận kế toán rất là chuyên nghiệp để quản lý cái việc và xuất nhập hàng hóa như thế này. Thì chúng tôi cũng tìm ra được cái giải pháp, đó là sử dụng phần mềm của công ty quốc tế Mỹ để quản lý việc xuất nhập và cũng như công nợ của khách hàng. Với hệ thống trên 300 cửa hàng hiện tại đang kinh doanh rất là thuận lợi, thì chúng tôi thấy một cái rất là hay là khi sử dụng được phần mềm kế toán này thì nó làm chúng tôi rất là đỡ trong cái việc mà làm thủ công trước nay, nên là rất tốn thời gian và nâng cao cái uy tín của công ty chúng tôi trên thị trường kinh doanh. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng các sản phẩm tin học ứng dụng vào đời sống sản xuất kinh doanh càng tăng lên. Việc đột phá vào lĩnh vực kinh doanh phần mềm công nghệ cao của công ty quốc tế Mỹ là táo bạo nhưng là bước đi đúng hướng và tất yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường hiện nay.
Chuyên đề thương mại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.